Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn nha. Hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí là đường Bà Hôm. Trục đường Bà Hôm là một trục đường rất là sung nha cô chú anh chị. Cái hướng này cô chú anh chị mình sẽ đi về bên vòng xoay Phú Lâm, về chợ Phú Lâm ha. Hướng về bên quận 5 ha, hướng về bên đường Hồng Bàng, đường 3 tháng 2 rồi hướng ra bên cầu vượt cây gõ nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà. Hiện tại thì căn nhà này chủ đang giảm giá ha. Chủ đang giảm giá, giá chỉ còn có 570 triệu thôi cô chú anh chị ơi. 570 triệu nha cô chú anh chị. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 570 triệu thôi cô chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay một cái ngôi nhà. Đó, rồi hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ đi về bên quận 5 ha. Còn cái hướng ngược lại này á là cái hướng để cô chú anh chị mình sẽ đi về bên quận Bình Tân, về góc ngã tư giữa đường tỉnh lộ 10 Bà Hôm An Dương Vương, ngay chỗ góc bánh bò bánh tiêu nha cô chú anh chị. Thì hướng này thì đi về đây thì cô chú anh chị mình sẽ đi về bên chợ cây da xà nè, rồi trường tiểu học An Lạc, rồi trường trung học An Lạc ha. Ở đây là vị trí mặt tiền đường của đường Bà Hôm nè cô chú anh chị. Ở vị trí mặt tiền đường nha, trước này là mặt tiền đường đây. Thì cái vị trí ngôi nhà mình á thì hiện tại là đang nằm ở trong cái con hẻm 239 của đường Bà Hôm, thuộc phường 13 quận 6 nha. 239 đối diện của chú anh chị mình là cái con hẻm 242. Con hẻm đó là cái con hẻm mà để đi thông ra bên đường Tân Hòa Đông nha cô chú anh chị. Cái đó đi thông ra Tân Hòa Đông luôn, rất là tiện nha. Hôm nay cũng hoàn có mặt tại đây để review cho cô chú anh chị mình cái một cái vị trí ngôi nhà giá phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn, nằm ở trong con hẻm 239 nha. Thì cái con hẻm này của chú anh chị mình đi vô một tí nữa rồi mình sẽ để tay trái ha, và mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Nhà mình thì kết cấu là một trệt một lầu nha cô chú anh chị, một trệt một lầu ha. Hẻm này thì sẽ đi thông ra bên đường An Dương Vương ha. Cái hướng này là cái hướng mình đi thẳng luôn, là mình sẽ đi thông ra đường An Dương Vương. Còn rẽ phải đây là mình sẽ thông ra cái con hẻm 269 của đường Bà Hôm nè. Hẻm này thông ra 269 Bà Hôm. Còn hẻm này thì mình đi thông ra đường An Dương Vương. Ở đây thì đi thông luôn, thông ra An Dương Vương ha. Hẻm này thì cô chú anh chị mình đi xe hơi được luôn nha cô chú anh chị. Đó, hướng này mình đi xuống một tí nữa, mình rẽ tay phải là mình đi thông ra đường An Dương Vương ha. Đó, đường này là đường trải nhựa nha. Khu vực ở xung quanh đây. Đó, khu vực ở xung quanh là khu này là khu dân cư hiện hữu nha, cô chú anh chị. Ở đây thì không có quy hoạch nha. Đó, không có quy hoạch tôi cô chú anh chị ha. Đó, khu hiện hữu hết nè. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình nó thì sẽ nằm mấy con hẻm này mình đi vô nè ha. Con hẻm này mình đi vô bên trong một tí nữa là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình nha. Ở nhà mình thì kết cấu là một trệt một lầu. Nhà mình có khoảng không gian ban công ha. Nếu cô chú anh chị nào đang có một cái dòng tiền mà thấp á, thì mình đừng nên bỏ qua căn này. Căn này mức giá mình chủ để là rất là rẻ rồi cô chú anh chị. Giá này cô chú anh chị mình tìm căn thứ hai là hơi khó ha. Đó, hướng này thì ra mặt tiền đường của đường Bà Hôm. Còn hướng ngược lại này thì mình sẽ đi thông ra đường An Dương Vương. Đây con hẻm này mình đi vô đây. Đó, con hẻm này mình đi vô bên trong đó là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Thì con hẻm này là con hẻm thông ha. Ở đây cô chú anh chị mình rẽ trái mình đi thông nè. Còn rẽ phải đây cũng đi thông luôn. Đó, rẽ trái đây đi thông nè, đi thông được nè. Từ vị trí nhà mình mà ra tới cái hẻm thông ở ngoài kia thì khoảng cỡ chừng là mười mấy 20 mét thôi ha. Là mình ra tới cái hẻm ngoài kia rồi. Đó, căn nhà của mình đây ha. Đó, hiện tại đang có một anh đang quay nhà nè của chú anh chị. Đó, thì căn nhà của mình đây, cái đường này mình đi vô nè. Vô bên trong đó là mình sẽ tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Căn nhà mình là cái căn màu xanh xanh này nè. Căn màu xanh xanh phía trước đó của chú anh chị.
Đó thì cái hẻm xung quanh đây, hẻm này là hẻm thông ha, này đi thông, hẻm này đi thông. Đây nhà mình đây, kết cấu một trệt một lầu ở bên trên nè, có khoảng không gian ban công ở đây nè cô chú nhìn. Ở bên trên thì chủ có làm cái khung sắt ha, khung sắt rất là chắc chắn luôn. Đó, hẻm này đi vô bên trong rẽ trái là đi thông ha. Hiện tại thì ngôi nhà của mình đang cúp điện ha. Đó, cúp điện nha cô chú anh chị. Thì nhà mình đây thì chủ có làm một cái lớp cửa đó, lớp cửa bên ngoài nè, cửa này là cửa sắt ha, cửa sắt có lá kéo lùa nha. Ở vị trí này là cái vị trí mà để cái đồng hồ nước nè, còn cái đồng hồ điện thì sẽ nằm ở bên ngoài. Ở đây thì có CV tổng nè ha. Hiện tại thì đợt trước là chủ đây cho thuê, nay chủ lấy lại để chủ kêu bán nha cô chú anh chị. Nên hiện tại là đang cấp điện thì chủ sẽ đóng tiền điện ha. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại cấp điện thì cô chú anh chị mình có gì thông cảm cho bên dưới ngoài ha. Đó, khu vực này khu vực toilet của nhà mình ở bên dưới nè. Nhà mình là ngang á là 2m. Ngang 2m, chiều dài vô là 4m nha. Ngang 2 dài vô 4 ha. Đó, hướng này thì cầu thang mình đi lên bên trên nha. Lên bên trên là mình sẽ đi lên lầu 1 của ngôi nhà mình. Cầu thang thì hiện tại là chủ đang thiết kế là cầu thang bằng sắt nè. Đó, lên bên trên đây thì cô chú anh chị mình sẽ thấy là chủ có lót gạch nè. Đó, lót gạch rất là sạch sẽ luôn. Đó, vị trí là lót gạch rất là sạch sẽ ha. Có khung sắt ở đây luôn. Rất là tiện nha cô chú anh chị. Ở bên trên thì chủ thiết kế cái đóng la phong ha. Đóng la phong ở bên trên là có hệ thống đèn led âm ở bên trên luôn, rất là sáng luôn cô chú anh chị ơi. Rồi phía trước thì sẽ có khoảng không gian ban công, ban công ở phía trước của chú anh chị nha. Đó, ban công phía trước nè, để cô chú anh chị mình có thể làm cái xào phơi đồ ngoài đây cũng được nè. Đó, mình làm cái xào phơi đồ ngoài đây. Đó, cũng có khung sắt nè ha, khung sắt nè, khung sắt xung quanh nè, rất là chắc chắn luôn. Ở ban công đây thì muốn anh xin nhắc lại là ngôi nhà mình đang thuộc con hẻm 239 của đường Bờ Hôm thuộc phường 13 quận 6 nha. Nhà mình thì kết cấu một trệt một lầu ha, kích thước là ngang 2m và chiều dài là 4m nha. Nhà mình thì pháp lý là số nhà quận nha cô chú anh chị. Mua bán thì mình lập vi bằng ha, ra văn phòng công chứng thừa phát lại mình lập vi bằng, mua bán giấy tay nha cô chú anh chị ha. Ở nhà mình thì có số nhà quận và hiện tại ngôi nhà này chủ đang kêu là 570 triệu nha cô chú anh chị. Đó, thì cái giá này thì chủ chỉ có bớt một chút đỉnh nữa thôi ha. 570 nha cô chú anh chị. Số nhà quận nha cô chú anh chị ha. Số nhà quận. Đó, hẻm này mình đi vô bên trong đó, mình vô bên trong đó mình đi thông, để trái là thông ha. Ở hướng này thì ra mặt tiền đường Bà Hôm. Nếu cô chú anh chị nào có quan tâm cái ngôi nhà này có thể kết nối ngay với Nguyễn Hoàng ha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Rồi, Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.